Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 16 tháng 6 năm 2024 đến ngày 24 tháng 6 năm 2024, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã bắt đầu chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hà Lan, Đức năm 2024 của tỉnh Hòa Bình. Chương trình nhằm giới thiệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Hà Lan và Đức, nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hà Lan và Đức quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư các dự án hiện nay tỉnh Hòa Bình đang quan tâm, bao gồm sản xuất chế biến, chế tạo công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và môi trường để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Quảng bá giới thiệu về các sản phẩm, hàng hóa, nông sản tiêu biểu và các sản phẩm ô cốp của tỉnh, các tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh đến với thị trường Hà Lan và Đức. Thông qua đó, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và du lịch phát triển. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đến nay, huyện Yên Thủy đã ra mắt 12 trên 12 mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, trong đó một mô hình cấp huyện và 11 mô hình cấp xã. 100% bộ phận một cửa tại các xã thị trấn đều được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan, photo tại chỗ. Việc thực hiện gửi thư chúc mừng đến gia đình khi tổ chức đám cưới hoặc có thêm thành viên mới, thư cảm ơn đến tổ chức cá nhân có những đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và cộng đồng dân cư, thư chia buồn đến gia đình công dân có người thân qua đời, kèm theo quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức đối với cách thức giải quyết công việc, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. 100% thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã được cập nhật kịp thời, đảm bảo theo quy định. Số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết và trả trước hạn đúng hạn đạt tỷ lệ trên 97% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Huyện Kim Bôi đặt mục tiêu phấn đấu bình quân tiêu chí xã nông thôn mới cả huyện đến hết năm 2024 đạt 16 tiêu chí một xã, có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, có 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Chuẩn hóa thêm 2 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới cho các địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Kim Bôi đã huy động được trên 267 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện chuyển tiếp 31 công trình đường giao thông nông thôn, một ngầm, 11 công trình kênh mương, 28 công trình trường học và nhiều hạng mục khác. Chuẩn bị đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 28 công trình đường giao thông nông thôn, 8 công trình kênh mương, 7 công trình trường học, 19 nhà văn hóa thôn, 3 công trình nước sạch tập trung, qua đó tạo điều kiện cho sinh hoạt của người dân, từng bước hiện đại hóa nông thôn, đồng thời giúp các xã hoàn thành được các tiêu chí khó trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã hỗ trợ cho 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo với tổng số tiền 6,6 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ủy thác qua tổ chức đoàn để hỗ trợ công tác khởi nghiệp khoảng 5 tỷ đồng. Năm 2024, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phấn đấu hỗ trợ ít nhất 500 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có ít nhất 40 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp, tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương, đồng thời thúc đẩy khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp, khơi dậy những ý tưởng khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng cho đoàn viên thanh niên. Huyện Cao Phong đặt mục tiêu đến năm 2025, du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tăng trưởng bình quân đạt 15% trở lên, đưa tỷ trọng của ngành đến năm 2025 chiếm 30%, năm 2030 chiếm 40%. Huyện đang tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch,
tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, bến cảng, hạ tầng viễn thông. Theo quy hoạch, huyện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch, xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn với dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao, di tích lịch sử, văn hóa, khu điểm du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, tạo thành tour tuyến du lịch đa dạng, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đưa các giống cây mới vào trồng, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Đó là những giải pháp mà cấp ủy chính quyền huyện vùng cao Đà Bắc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa huyện Đà Bắc phát triển kinh tế xã hội bền vững theo hướng nông nghiệp dịch vụ như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Là một trong những hộ đầu tiên lựa chọn làm du lịch homestay để phát triển kinh tế, từ năm 2014, anh Đinh Văn Sánh ở xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư, thiết kế các ngôi nhà mang đậm phong cách truyền thống của dân tộc. Với nông dân, sản xuất nông nghiệp đã gắn bó bao đời, làm du lịch cộng đồng là nghề mới mẻ. Vì vậy, anh đã đi tham quan học tập những mô hình hiệu quả ở các tỉnh. Ngoài ra, anh Sánh tích cực quảng bá homestay trên các trang mạng xã hội. Nhờ đó, lượng khách đến lưu trú tại homestay ngày càng tăng. Từ mô hình, nhà anh Sánh đã làm thay đổi tư duy của người dân nơi đây trong việc làm kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch. Trong quá trình hoạt động, tôi cũng sẽ mong muốn là phát triển, là muốn làm thêm một số cái hạng mục. Đơn giản là như là mình sẽ phải chăn nuôi cá lồng ở ngoài lòng hồ sông Đà này. Mình sẽ phát triển là lấy cái nguồn thực phẩm là tự cung tự cấp. Và sau đấy mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ làm thêm một số cái dịch vụ ở trên lòng hồ sông Đà để cho khách tham quan, vì là ở tại địa phương là chúng tôi là có cái lợi thế của lòng hồ sông Đà. Huyện Đà Bắc là huyện khó khăn nhất của tỉnh với 16 xã một thị trấn, nhưng có tới 13 xã khu vực 3. Tuy nhiên, thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã có gần 3.300 hộ thoát nghèo, 1.385 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về Việc làm. Trong cái quá trình mà bà con vay vốn thì nói chung là về thì cũng thứ nhất là sử dụng cái vốn đúng mục đích. Đấy. Thứ hai nữa là như là chăn nuôi bò cũng rất hiệu quả. Đấy, bà con thì cũng nhiều hộ, từ hộ nghèo bây giờ là được hỗ trợ vay vốn mà đến nay còn một số hộ đã ra thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện đã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng từ chỗ đứng trước nguy cơ là huyện trắng về xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Hiện nay, huyện đã có 4 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, du lịch từng bước được đánh thức. Nhiều xóm bản vùng hồ đã ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch, trở thành điểm đến tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước. Trên vùng hồ cũng hình thành nhiều mô hình liên kết phát triển nguồn lợi thủy sản, mang lại thu nhập khá cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 41,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 25,77%. Huyện Đà Bắc thì hiện nay đang triển khai một số cái dự án như là du lịch về cộng đồng, hai nữa là lợi thế về cái diện tích lòng hồ sông Đà, thì chúng tôi hiện nay cũng đang đồng ghép các nguồn vốn để cho bà con nhân dân ở trên địa bàn là nuôi những cái mô hình cá lồng ở trên lòng hồ sông Đà. Thế từ đó thì sẽ giảm nghèo bền vững và sẽ tạo cái công ăn việc làm cho bà con nhân dân, sao phát huy được cái vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Thế từ đó là góp phần là tăng cái thu nhập cho bà con nhân dân, ổn định đời sống của bà con nhân dân. Thời gian tới, huyện Đà Bắc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, khơi dậy sự đồng thuận của nhân dân, tích cực huy động các nguồn lực để phát triển bền vững kinh tế xã hội theo hướng nông nghiệp dịch vụ, phấn đấu nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 25% một năm. Đến năm 2025, ngành dịch vụ thương mại du lịch có tốc độ tăng trưởng tốt, chiếm 43,7% cơ cấu kinh tế, đưa huyện Đà Bắc phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, bằng những động tác múa nhẹ nhàng, uyển chuyển được biên đạo kết hợp với những bài nhạc trẻ đang thịnh hành, động tác dễ học, có tính thẩm mỹ cao, những yếu tố này
đã giúp cho bộ môn múa cổ trang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích và theo học. Trong phần cuối bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật đang được giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây. Có sẵn niềm yêu thích với nghệ thuật múa, chị Lê Tùng Lâm ở thành phố Hòa Bình đã rất quan tâm khi xem các video dạy múa cổ trang trên mạng xã hội. Nhận thấy bộ môn này được biên đạo các động tác múa hiện đại trên nền các bài nhạc nhẹ nhàng, dễ học. Để vừa thỏa mãn niềm đam mê của mình, vừa có thêm kỹ năng mới, chị Lâm đã đăng ký tham gia câu lạc bộ múa cổ trang. Mỗi ngày chị dành ra 2 tiếng luyện tập như một cách rèn luyện sức khỏe với bộ môn mà mình yêu thích. Trong cái quá trình học tập cũng như là tìm hiểu thì tôi thấy đây là một bộ môn rất là phù hợp với lứa tuổi. Và trong cái quá trình mà học tập thì tôi vừa có thể rèn luyện sức khỏe và trau dồi cái kỹ năng sống của mình được tốt hơn. Học múa cổ trang cũng giống như một số bộ môn múa khác đều ẩn chứa trong mình những lợi ích tốt cho sức khỏe. Những điệu múa mềm mại sẽ giúp người tham gia giảm căng thẳng, mệt mỏi trong ngày bằng những giai điệu nhẹ nhàng. Cùng với đó cũng giống như các môn thể dục thẩm mỹ, khi tập múa liên tục sẽ giúp cải thiện sự nhanh nhẹn và thân hình cân đối. Chính vì những lợi ích đó mà bộ môn này nhận được sự quan tâm của nhiều lứa tuổi. Mặc dù bộ môn này được bắt nguồn từ nước ngoài, song khi du nhập về Việt Nam, các nghệ sĩ đã biên đạo nhiều bài múa trên nền các ca khúc nhạc Việt đương đại mang âm hưởng dân gian như Con Cò, Giấc Mơ Trưa, để nghệ thuật múa cổ trang dần hòa nhập vào dòng chảy nghệ thuật Việt Nam đương đại. Hiện nay đối tượng tham gia cũng rất là phong phú, từ các chị em trẻ cho đến các chị trung niên cũng rất là đam mê với bộ môn múa cổ trang này. Thì tôi hy vọng là câu lạc bộ sẽ đem đến một sân chơi bổ ích cho các chị em rèn luyện sức khỏe và thỏa mãn được niềm đam mê với bộ môn múa cổ trang. Hoạt động theo hình thức tự nguyện, các câu lạc bộ học múa không chỉ giúp chị em phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần mà qua đó còn góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển. Người dân và các phương án thích ứng thiếu điện xảy ra. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có mưa dông, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.